Hi, xin chào mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trong video mới. Mình là Phát Phát. Thật sự là đã một khoảng thời gian rất là lâu rồi mình mới gặp lại nhau đúng không? Phát thật sự rất là nhớ cái cảm giác được ngồi xuống và quay video để trò chuyện cùng mọi người. Hôm nay sẽ không phải là một cái clip hướng dẫn makeup nữa, mà Phát sẽ là một cái video review. Tại vì cũng như là dịp cuối năm tới rồi thì có thể là các bạn đã sắm đồ Tết rồi, nhưng mà nhiều khi các bạn vẫn chưa tìm được cái màu son ưng ý. Thì hôm nay Phát sẽ giới thiệu cho các bạn hai bộ sưu tập hot nhất đến từ nhãn hàng Black Rose. Thì bây giờ các bạn sẽ lựa chọn được một trong số những em son mà Phát sắp swatch tới đây. Không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, mình cùng vào phần swatch và review thôi. Đầu tiên sẽ là em Black Rose Air Fit Velveteen Venom. Nơi đến dòng Air Fit Velveteen của Black Rose thì không phải bàn cãi quá nhiều rồi đúng không? Quá đình đám và gây thương nhớ, với pho hợp được thiết kế như kiểu bầu trời đêm siêu lung linh, không khỏi làm mình sao xuyến. Và thiết kế thỏi son có logo và nắp màu gold nhìn khá là sành điệu và sang chảnh. Nhìn là Phát muốn sở hữu ngay em đó thôi, vì giá thành còn phù hợp với học sinh và sinh viên nữa chứ. Màu đầu tiên sẽ là màu A23, là một màu cam hơi có chút ánh đỏ và nâu nhẹ nhẹ, rất sành điệu, khá dễ sử dụng và hợp hầu hết mọi tông da. Chỉ cần một lần di cọ đã thấy lên rõ màu rồi. Sẽ tùy vào sắc tô môi mà màu sẽ thay đổi chút xíu đó nha. Nhưng môi Phát thì sẽ lên màu bị trầm hơn. Son có mùi đào mix tí xoài, ngọt ngọt, thơm thơm, rất dễ thương. Tiếp theo là màu A24, là một màu đỏ cam có vẻ là màu tươi nhất trong bảng màu. Với những cô nàng da trắng mà đánh full môi thì ôi thôi rồi, chỉ có ngứt thôi. Nói đến chiếc son của Black Rose thì Phát thực sự rất thích, siêu mịn màng và không hề bị nặng môi. Đặc biệt là màu bám rất lâu, bặm môi cũng sẽ không bị cảm giác dính dính khó chịu, và còn giúp mình che đi các đường rãnh môi nữa. Bộ sưu tập lần này thì Phát thích nhất ba màu cuối A25, 26 và 27. A25 là màu đỏ sẫm ánh hồng mà thật sự rất hợp với các bạn có sắc tố da như Phát luôn. Sắc hồng không quá nhiều vừa đủ để tăng sự quyến rũ cho đôi môi. Bạn nào đã nhàm chán với những tông son đỏ cam, đỏ gạch mình đang có thì hãy liếc nhẹ nhàng sang em A25 này nha. A26 là một tông đỏ gạch nhìn là muốn sở hữu ngay, vì dù có makeup hay không makeup thì em này vẫn sẽ giúp cho gương mặt của mình trở nên bừng sáng xinh đẹp hơn nhiều. Phải thật sự mê mê những em màu như thế này lắm luôn. Khi tẩy trang để đổi màu thì Phát không hề xài dưỡng, môi cũng có dấu hiệu hơi khô, nhưng mọi người có thể xem dù Phát có chồng nhiều lớp lên thì cũng không hề bị dày và làm lộ khuyết điểm môi ra. Xịn ha. A27 là một màu đỏ nhung trầm, là màu duy nhất để lại lớp tint hồng trên môi sau khi tẩy trang, cũng là màu đậm nhất trong bộ sưu tập. Để tô điểm cho các buổi tiệc đêm thêm nổi bật thì Phát sẽ recommend em này nha. Đúng là Black Rose chưa bao giờ làm mình thất vọng hết đúng không cả nhà. Tiếp đến là bộ mini kit mới toanh của Black Rose kết hợp cùng Red Deep Fantasy. Nhìn thôi thì các bạn cũng biết được là bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ trái táo đỏ trong truyện Bạch Tuyết rồi đúng chứ. Và tất nhiên lần này là màu đỏ chủ đạo, kể cả vỏ hộp, nắp son. Thay vì bóng bóng thì nắp son lần này sẽ lì luôn. Bên trong hộp còn có một bản gương xinh xinh đi kèm và một nhũ mắt lấp lánh, được cho cả mắt và môi, siêu hời luôn rồi. Màu đầu tiên sẽ là màu RF01 Red Light, có sắc đỏ tươi cổ điển mà các cô nàng nào cũng nên sở hữu một em. Không kén tông da và dù có makeup hay để mặt mộc thì vẫn sẽ vô cùng xinh tươi khi lựa chọn em Red Light này. Chất son thì vẫn như dòng Air Velveteen nên các bạn không cần phải lo lắng quá nhé. Màu lên chuẩn và siêu mịn màng. Màu tiếp theo là màu RF02 Red Feeling, lại là một màu đỏ trầm yêu thích của Phát. Để phát huy được hết vẻ đẹp của màu son thì Phát sẽ khuyến khích mọi người đánh full môi nha. Cả hai màu son trong set mini kit lần này đều quá dễ sử dụng và có cả hai màu để cho mình lựa chọn thay đổi. Các cô nàng mê tông đỏ còn chần chừ gì nữa đây? Cuối cùng là RF03 Red Shoes, là một bạn nhũ bay trắng với thiết kế đầu cọ siêu mạnh, rất dễ để mình có thể nhấn lên đầu mắt cũng như là phần dưới mí mắt. Các bạn cũng thấy là hạt nhũ to và nhỏ các kiểu lấp lánh tạo nên độ bắt sáng khá tốt, nên nếu để đôi mắt trong hút hơn thì không thể thiếu sự trợ giúp của em ấy rồi. Chà, cuối cùng thì Phát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ swatch xong hai bộ son mới nhất đến từ Black Rose. Các bạn đã lựa chọn được màu son nào chưa? Phát nghĩ là với cái giá thành khá phải chăng như Black Rose cũng như là cái chất son khá xịn như vậy thì không có quá khó để lựa chọn đúng không? Nếu như mà bạn nào muốn trải nghiệm thử bộ kit phiên bản giới hạn thì mình hãy nhanh tay lên nha. Tại vì Phát thấy em này cũng khá là dễ thương và cái màu bên trong cũng khá là dễ sử dụng nữa. Và tất nhiên để mua hàng thì vẫn là địa chỉ cũ. Các bạn có thể mua ở fanpage Black Rose Việt Nam, hoặc là chúng ta có thể truy cập vào trang web Face Store
FVN để mình mua hoặc là lựa chọn những sản phẩm mà mình đã yêu thích. Phát sẽ để link ở dưới phần description box để cho các bạn dễ tham khảo nha. Và còn một điều quan trọng nữa, đó chính là các bạn đừng quên follow Phát trên Instagram cũng như là subscribe kênh channel của Phát nha. Và Phát sẽ cố gắng cho ra thật nhiều video trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp mọi người trong video mới.